Trước mặt chúng ta là một cái cây xanh đại. Cây xanh đại dáng rất to. Ở gốc rất to. Đây các bạn nhìn từ đây luôn. Mốc xanh hết rồi. Rất già. Để mình xem nó. Đây một găng tay của mình đây. Các bạn hình dung ra một găng tay, hai găng tay. Mình đang tiến về phía mặt tiền của cây. Để có một cái cây xanh gốc to như này thì cũng rất là hiếm gặp. Rất là hiếm gặp. Rất già rồi. Dễ chùn hết rồi. Đây cái sẹo đây. Cái sẹo ăn từ trên xuống. Sẹo và cái hình dung này là đây, từ đây họ cắt đi, họ cắt đi và cái sẹo dưới đã liền rồi, cây già lắm rồi. Mình quay tổng thể cái phía mặt tiền các bạn xem, rất cân đối, rất cân đối. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình.